Ừ thì chắc hẳn nhiều bạn ở đây không chỉ là bản thân mình nói riêng và nhiều bạn sinh viên hay là dân văn phòng khác nói chung, thì tất nhiên là tùy vào tính chất công việc của mỗi người mà hàng ngày chúng ta sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người và xử lý nhiều tình huống giao tiếp khác nhau. Và tất nhiên là chả ai muốn rơi vào cái bẫy giao tiếp hết cả, đúng không cả nhà? Đôi lúc thì mọi người sẽ rơi vào những tình huống là bạn bè, đồng nghiệp, sếp hoặc là người thân giao cho bạn một cái bài tập nào đó, thì bạn sẽ chuẩn bị nó về cả thời gian, về cả chất xám, từ A đến Z nó rất là trơn tru và kỹ lưỡng. Tuy nhiên đến lúc bạn trình bày và diễn giải về cái chủ đề hay là vấn đề đấy, thì người nghe họ lại buông một cái câu rất là chết rồi, đâm vào tim bạn là: anh đang nói gì vậy? Anh có thật sự hiểu cái vấn đề mà anh đang nói hay không? What next? Và tệ hơn là nhiều người họ còn chả mải mai muốn nghe đến cái chủ đề mà bạn đang diễn giải. Vậy thì có bao giờ bạn tự xem xét lại bản thân mình chưa, là mình đã thật sự xác định rõ cái objective chính của cái đoạn hội thoại đấy là gì chưa, và cái logic mà mình trình bày nó có thật sự chặt chẽ hay là trơn tru chưa, và cái flow mà bạn đang diễn giải nó đã thật sự lôi cuốn người nghe hay chưa, nó thật sự rõ hay chưa. Vậy thì làm sao để mình có thể vượt qua được những trở ngại giao tiếp như vậy? Thì trong cái vlog ngày hôm nay thì mình sẽ muốn chia sẻ một số cái thông tin về về làm sao để mình có thể giao tiếp một cách trơn tru hơn. Thật sự thì tất cả mọi thứ mà mình chia sẻ trong clip ngày hôm nay thì thứ nhất là nó bắt nguồn từ những cái kinh nghiệm mà mình tích góp được sau nhiều năm bươn chải cho nhiều công ty khác nhau và gặp nhiều đồng nghiệp cũng như nhiều tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Và cái thứ hai thì mình cũng có tìm hiểu qua trên mạng, mình cũng có cập nhật một vài những cái thông tin bổ ích mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Vì bản thân hiện tại mình cũng 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 đang muốn cải thiện cái kỹ năng giao tiếp của mình một ngày ngày một tốt hơn, và mình hy vọng những cái gì mà mình chia sẻ ngày hôm nay thì nó sẽ giúp ích được mọi người. Có này clip này นะครับ ผมจะพูดภาษาเวียดนามเป็นหลักนะครับ แต่ผมจะใส่สไตเติ้ลเป็นภาษาไทยด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนผมเพื่อผมปรับปรุงในเรื่องการ communication skill ของผมมันจะพัฒนาแล้วก็โตได้มากขึ้นนะครับที่ tại vì cái kênh YouTube của mình đa phần là người Thái sẽ xem nhiều là chính, và bản thân mình cũng rất là muốn cải thiện cái Individual Development Plan của mình trong năm 2023. Thế nên là mình xuất phát điểm của mình, cái đầu tiên lớn nhất mà mình muốn cải thiện đấy là kỹ năng giao tiếp. Thế nên là trong cái video clip ngày hôm nay của mình sẽ cố gắng nói đến những cái skill nó liên quan đến IDP, và mình cũng sẽ cố gắng có subtitle bằng tiếng Thái. Thế nên là rất mong các bạn sẽ ủng hộ cái video clip của mình. Thế nên là trước khi mình xem cái video clip này thì các bạn có thể đăng ký kênh theo dõi của kênh YouTube của mình, hoặc là một số bạn muốn tìm hiểu mình nhiều hơn thì có thể follow mình trên kênh Instagram hoặc là Facebook page. Ok, bắt đầu thôi nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay. Thì bình thường mình không biết là mọi người sẽ thường hay gặp những cái vấn đề nào khi giao tiếp. Giúp mình chia sẻ bình luận của mọi người bên dưới để mình được lắng nghe, phân tích, thảo luận và đưa ra những định hướng cho từng tình huống khác nhau. Có thể là những cái góp ý đấy nó sẽ không đến từ bản thân mình, mà nó đến từ những nhiều người khác cũng đang xem video clip của mình, và họ sẽ có những cái góp ý cho bạn. Tuy nhiên, mình thật sự rất là cảm kích khi mọi người đã chia sẻ những cái trở ngại, những cái khó khăn mà mọi người đang gặp phải để mình cùng nhau thảo luận. Thì theo như cái kinh nghiệm từ bản thân mình và một số thông tin mà mình cóp nhặt được từ trên mạng, thì mình nhận thấy được rằng là nhiều người họ sẽ thường gặp rơi vào cái vấn đề là họ sẽ không không tìm hiểu về đối phương, mà sẽ lắng nghe cái bài thuyết trình cũng như diễn giải của bạn, họ là những người như thế nào, họ sẽ kỳ vọng muốn nghe cái thông tin đấy ra sao, và bản thân họ đã thực sự xác định chính là cái objective chính của cái đoạn hội thoại đấy nó sẽ như thế nào, của cái đoạn giao tiếp đấy nó sẽ ra sao, mình muốn truyền đạt cái thông tin gì cho người nghe, mình muốn thuyết phục họ bởi những cái thông tin gì. Thế thì cái tiếp theo nữa là mọi người sẽ thường theo kiểu là mình cứ tập trung mình làm đi, nhưng mọi người rất là ít khi dành thời gian để xem review lại cái bài của mình, để mind map lại cái thông tin, cái flow, những cái luận điệu chính mà mình muốn diễn giải cho người nghe là sẽ ra sao. Và bản thân bạn đã có bao giờ thực sự hỏi mình lại chưa là mình đã thực sự hiểu cái vấn đề đấy hay chưa? Bản thân bạn còn chưa hiểu thì làm sao bạn kỳ vọng người nghe người ta sẽ hiểu thay cho bạn được, đúng không? Chứ không phải là bạn chỉ muốn tràn tràn cái tuôn trào cái thông tin cho người nghe càng nhiều càng tốt, nhưng mà cuối cùng ôi đơn ra mình đang nói cái gì vậy?
mình cũng thật sự không hiểu. Rồi cái tiếp theo nữa là đôi lúc bản thân mình khi mình muốn trình bày một cái vấn đề nào đấy, mình sẽ tìm hiểu kỹ cái vấn đề đấy thật là sâu, và mình cũng sẽ tìm xem mình nên diễn đạt những ngôn từ nào. Tại vì đôi lúc ngôn từ tiếng Việt nó rất là phong phú và bản thân mình cũng không phải là một đứa giỏi văn gì hết, thế nên là mình sẽ cố gắng tìm hiểu cái vấn đề càng kỹ càng càng tốt nhất có thể, để mình kỳ vọng được là cái nội dung mà mình diễn giải nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Và cái thứ hai nữa là bản thân bạn đã thực sự đặt ra những cái câu hỏi là khi mình diễn giải cái vấn đề đấy thì người nghe họ sẽ hỏi cái gì, họ sẽ kỳ vọng được giải đáp những cái thông tin gì. Bản thân bạn đã thật sự đặt ra cho bản thân mình những cái câu hỏi đấy chưa? Mỗi luận điểm, mỗi lập mỗi 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 luận cứ, mỗi dẫn chứng mà bạn đưa ra, bạn đã bao giờ thật sự đặt ra những câu hỏi cho bản thân mình chưa? Thì mình sẽ không mình thấy đó là những cái vấn đề mà nhiều người thường hay gặp phải. Và một số người sẽ kiểu cứ nói là Tuấn hay e dè, không tự tin, nói bị lặp ấy. Xong đâm ra người nghe kiểu họ cũng cảm thấy chán với cái bài bài thuyết trình cũng như bài diễn giải của bạn. Và cái thứ hai, cái quan trọng nữa là mình cần có tính tương tác với người nghe mọi người. Không phải là mình cứ nói cho xong mà mình cũng không là nghe người nghe người người nghe họ chia sẻ lại ngược cho mình họ muốn nghe cái thông tin gì, hoặc là bản thân họ có tìm hiểu cái thông tin đấy chưa. Thì đó là những cái cóp nhặt mà mình nhận thấy được rằng là thường cái đoạn giao tiếp nó diễn ra không thành không 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 được hiệu quả nhiều, một phần xuất phát từ những cái vấn đề đấy. Thì mình hy vọng rằng những cái vấn đề đấy nó cũng đâu đấy cũng nó sẽ giúp ích cho mọi người có thể cải thiện trong cái lúc mà mình tập trung về mặt communication skill. Và mình hy vọng rằng là nếu có những thông tin nào mà mình chia sẻ còn thiếu thì mọi người có thể bổ sung thêm bên dưới nha. Ừ, thì chia sẻ thông tin từ nãy giờ cũng khá là nhiều rồi, không biết mọi người có nhớ được thông tin gì không. Mọi người nếu nhớ được cái gì thì vui lòng comment cho mình bên dưới nha. Chứ mình sợ theo kiểu là có một số ông vào comment là trời ơi ông này ông nói chung chung quá, top like quá, chứ nói theo kiểu hơi hướng khái niệm sách vở như thế này quá thì bên tôi không nhớ được. Bây giờ ông đào tua ớt giúp tôi, ông đưa ra một số tình huống và ví dụ cụ thể thì nó mới giúp bên tôi nhớ và hình dung ra được. Chứ nói theo hướng của bọn ông là thà bây giờ tôi đi tìm, tôi mua cuốn sách nào đấy tôi đọc đi, hoặc là bây giờ tôi tìm một cái kênh vlog khác nó có ví dụ minh họa tôi nghe hơn, là tôi đã tai hơn, còn hơn là tôi cứ ngồi tôi nghe cái clip chia sẻ chung chung của ông quá. Rồi bây giờ thì mọi người cũng biết là thường á, cái kỹ năng giao tiếp của bên mình nó sẽ áp dụng cho nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như trong tình huống á, negotiation skill là kỹ năng đàm phán, hoặc là conflict resolution là kỹ năng xử lý xung đột, hoặc là dealing with aggression là kỹ năng xử lý những tình huống mang tính công kích, hoặc là presentation skill là kỹ năng thuyết trình, hoặc là customer care là kỹ năng chăm sóc khách hàng, hay là intercultural communication là giao tiếp mang tính liên văn hóa, hoặc là nhiều cái tình huống giao tiếp khác nhau. Thì trong trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ ví dụ hai cái tình huống giao tiếp và ngữ cảnh thôi, tại vì thời lượng của mình cũng khá là hạn chế ấy, hoặc là mọi người có thể tìm hiểu thêm một số thông tin ở trên mạng. Thì cái đầu tiên là mình sẽ nói đến cái kỹ năng negotiation skill là kỹ năng đàm phán. Bây giờ đi, mình cho bạn một cái ví dụ nho nhỏ đi, là anh A này, anh làm trong một công ty B. Thế thì sếp của anh A này mới đưa ra một cái đề bài cho anh A là bây giờ làm sao để tăng số sale trong tháng 9, thì thứ năm tuần sau em comeback lại cho chị cái bài proposal của em là như thế nào. Thì anh A nghe xong cái bài này cũng hơi choáng, tại vì anh A xuất phát điểm của anh A hiện giờ là đang là team lead đang là lead của marketing team. Thì vậy thì sau khi anh A nghe xong cái đề bài này thì trong đầu anh A sẽ là what next, tôi cần phải làm gì. Rồi bây giờ anh A cũng đã clear cái objective là làm sao để tăng cái số sale trong tháng 9, tức là số sale của tháng 9 nó phải cao hơn so với tháng trước hoặc là như thế nào đấy.
Mọi người ơi, trước khi mọi người nghe cái ví dụ này thì thực ra nó chỉ là những cái chia sẻ từ cá nhân mình, hoặc là có những cái nào mà mình đưa ra phân tích nó không đúng thì mọi người có thể comment bình luận bên dưới cho mình nha. Tại vì mình cũng không phải là một người hoàn hảo gì hết, những cái mà mình chia sẻ thì nó cũng có những cái điểm sai, cái cần cái vấp và cái mà mình cần cải thiện, và mình cũng cũng cố gắng lắng nghe những chia sẻ và góp ý từ mọi người. Rồi quay trở lại cái đề bài của anh A. Vậy thì anh A cần làm gì? Sau khi anh A đã xác định rõ cái objective của anh A là tăng số sale trong tháng 9 đi, vậy thì tiếp theo là anh A sẽ phải xác định được cái role chính của bản thân mình là cái gì. Để thực hiện được cái project này thì anh A sẽ cần phải làm việc với department nào và cái role chính của họ là gì. Rồi, tiếp theo nữa là để project này nó diễn ra thì nó sẽ bị impact bởi những yếu tố nào. Ví dụ bây giờ là market share của nó ra sao. Chứ sếp nhà mình đang kỳ vọng cái số sale nó tăng, nhưng mà nếu mình so sánh với cùng kỳ năm ngoái hoặc là cùng kỳ so với nhiều năm trước đây thì tình hình số bán nó luôn rơi vào cái tình trạng tương tự như vậy. Vậy mình có any room để improve hay không? Hoặc là anh A có thực sự nghiên cứu kỹ về mặt market research hay không? Hiện giờ trên trên thị trường cái demand của người ta như thế nào? Hoặc là mình đang bị impact bởi những yếu tố gì? Ví dụ như COVID đi, ví dụ như thì cái inflation đi, hoặc là bị impact bởi những yếu tố khác hơn, hoặc là vì yếu tố chính trị, chiến tranh, vân vân. Thì cái này mình sẽ không biết. Về tiếp theo nữa là rồi và cái tiếp theo nữa là nó liên quan đến câu chuyện là sản phẩm, giá cả, scheme, promotion concept. Thì mình phải nghĩ được trong đầu là thường thì những department, thường thì những team nào họ sẽ lo cái vấn đề này. Vậy thì next step mình sẽ cần phải làm gì? Gather lại họ, tổ chức một cái meeting và đưa ra những cái định hướng của sếp là như vậy. Thế thì team nào sẽ phụ trách những cái mảng nào? Mình bắt đầu mới đưa ra cái negotiation skill, mình mới đưa ra lúc đấy mình mới áp dụng cái kỹ năng negotiation skill, kỹ năng đàm phán là tôi sẽ kỳ vọng những cái này ra sao. Rồi khi nào mọi người sẽ back lại cho tôi để tôi có một cái bài, để tôi có thời gian mà tôi consolidate lại cái bài và tôi ngồi suy ngẫm lại những cái đấy. Rồi thế thì sau khi tôi có những cái bài đấy xong thì tôi một mình tôi sẽ trực tiếp lên present, hay là tôi sẽ involve những cái team liên quan lên present? Tại vì at the end nó đâu phải là một cái KPI mà một mình tôi chịu, mà sẽ là cả team chịu, đúng không? Thì mình sẽ suy nghĩ lại những cái vấn đề đấy để cuối cùng mình sẽ đưa ra một cái bad proposal cho sếp và sếp sẽ có một cái hướng đi. Thì để lại giải quyết được tất cả những cái process, những cái lộ trình như vậy thì chúng ta phải cần một cái gọi kỹ năng là gọi là kỹ năng đàm phán. Đàm phán ở đây not only đàm phán với team này nội bộ nhà bên mình, mà mình còn phải biết đàm phán với sếp nhà mình về mặt timeline. Theo như kỳ vọng của sếp là thứ năm tuần sau sếp muốn có cái bài, sếp muốn có proposal thì mình có khả năng làm được hay không, và một khi mình làm việc với team khác thì mình sẽ kỳ vọng ra sao, deadline như thế nào. Đấy thì đó là một trong những cái yếu tố mà mình chia sẻ ở đây theo kiểu hướng là kỹ năng negotiation skill. Và tiếp theo nữa là mình muốn nói ở đây là rồi một tình huống nữa mà mọi người thường hay gặp phải, đó là presentation skill, là kỹ năng thuyết trình. Thì cái bài chia sẻ tiếp theo này là mình lấy reference từ một người em đồng nghiệp làm cùng công ty. Thì lúc trước trong một cái session sharing thì em đấy có chia sẻ về cái presentation skill, và mình có thấy được rất là nhiều cái key learning từ cái buổi session đấy, và mình cũng muốn tận dụng cái đấy để chia sẻ lại với mọi người, và hy vọng sẽ được được em đấy cho phép, chứ không là em đấy nhai đầu mình chết mất. Rồi ok, thì ở đây mình sẽ lấy một số cái ví dụ minh họa thôi, tại vì trong cái bài session sharing của em đấy khá là dài. Thì cái đầu tiên mà trong các cái bài trong cái presentation skill mà mình hay cần nên chú ý, đó là cái kỹ năng top down communication. Top down communication ở đây là gì? Mình ví dụ một cái ví dụ minh họa đi. Bây giờ là bạn muốn đi shopping đi. Thế thì cái government thought ở đây là tôi muốn đi shopping để mua đồ ăn. Vậy thì trong đầu bạn cần phải break down ra là tôi đi mua đồ ăn thì tôi sẽ mua những cái gì? Ví dụ như tôi mua hoa quả, tôi mua pasta, hoặc là tôi mua mấy cái đồ linh tinh để trong nhà bếp. Thì mình sẽ phân loại ra là những đồ ăn thì nó sẽ gồm là cái gì, và cái đồ lặt vặt trong nhà bếp thì gồm những cái gì, và cái thứ hai nữa là ví dụ gạo thì tôi nên mua ở đâu.
mình phải chia nhỏ ra từng cái ý đấy, tức là chia ra từng key line. Ví dụ như tôi muốn mua đồ ăn thì nó sẽ có thịt, cá, rau, hoa quả là những cái spotting data, và tôi muốn mua đồ lặt vặt trong trong nhà bếp, ví dụ như cái bọc rác này, cái bọc đồ ăn này, rồi mấy cái dao cạo các tất cả các thứ, hộp đũa, đấy là những cái spotting data để hỗ trợ cho những cái key line chính. Thì mình thấy cái hướng communication như thế này nó khá là clear ấy mọi người, tại vì bình thường trí não của mọi người sẽ không nhớ được thông tin khá là nhiều, mà hạn chế theo, tức là mình nên gói gọn lại cái thông tin từ dưới 3 trở đi, tránh chia sẻ thông tin quá nhiều. Thì thứ nhất là government thought của bạn là tôi là gì, và cái thứ hai nữa là cái key line mà bạn muốn chia sẻ là gì, và cái tiếp theo nữa là cái spotting data là gồm những cái gì. Rồi từ nãy giờ đấy là những cái chia sẻ của bản thân mình về cái làm sao để vượt qua cái trở ngại trong giao tiếp. Thì mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ của mình nó sẽ giúp bổ ích cho mọi người có thể vượt qua được những cản trở trong giao tiếp, và giúp cho quá trình giao tiếp cũng như cách truyền đạt nội dung của mọi người thêm lưu loát hơn, và được mọi người ghi nhận cũng như build trust từ từ đồng nghiệp cũng như người sếp của các bạn. Thank you cả nhà đã xem video clip của mình đến hết. Hy vọng mình sẽ có những cái hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình trong những cái video clip tiếp theo. Bye bye.